quý phụ huynh, cô Hương xin chào tất cả các con thân mến. Cô và các con lại được gặp nhau nữa rồi. Ở những bài học trước, các con đã được làm quen với rất nhiều chữ cái rồi phải không nào? Trong bài học ngày hôm nay, cô và các con sẽ được làm quen với hai chữ cái mới, đó là chữ cái P và chữ cái Q. Để biết hai chữ cái đó như thế nào thì cô mời tất cả các con cùng đồng hành với cô trong bài học này nhé. Chào mừng tất cả các con đến với trò chơi Ai Tinh Mắt. Ở trò chơi này, trên màn hình sẽ xuất hiện những chữ cái to và những chữ cái nhỏ. Các con hãy cùng cô tinh mắt nhìn xem đó là chữ cái gì và phát âm chữ cái đó. Chúng ta bắt đầu nào. L. M. N. M. Hoan hô, các con chơi rất là giỏi. Lang thang giữa phố đông phồn hoa, phương đông ấm áp đang vừa lên. Nào cùng hát về chữ cái nhé. Hôm nay sẽ là chữ P. Bờ hoa chính là tôi, còn em là bờ thương. Bên nhau ta cùng hát la la la. Nào mau lại đây, hãy nghe mình phát âm nè. Các con có thấy bất ngờ với bài hát cô vừa dành tặng cho các con không? Trong bài hát có nhắc đến chữ cái P mà hôm nay cô cháu mình cùng được làm quen đấy. Cô giới thiệu với các con, đây là chữ P. Các con lắng nghe cô phát âm P. Khi phát âm chữ cái P, các con nhớ là phải mím môi và bật mạnh. Các con phát âm cùng cô nào. P. Các con phát âm lại nhé. P. Đố con biết chữ P có cấu tạo như thế nào? À đúng rồi, chữ P có một nét thẳng đứng ở bên trái và một nét cong tròn khép kín ở bên phải nét thẳng đứng. Cùng cô nhắc lại cấu tạo của chữ P nào. Chữ P có một nét thẳng đứng ở bên trái và một nét cong tròn khép kín ở bên phải nét thẳng đứng. Các con à, chữ P có các kiểu chữ P khác nhau. Đây là chữ cái P in hoa. Đây là chữ cái P in thường. Và đây là chữ cái P viết thường. Như các con cũng đã thấy, tuy có cách viết khác nhau nhưng đều được phát âm là P. 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 Và đây là chữ cái tiếp theo cô và các con cùng làm quen ngày hôm nay. Các con hãy lắng nghe cô phát âm nào. Cu. Cùng cô phát âm lại nhé. Cu. Các con phát âm lại nào. Cu. Thế bạn nào biết chữ cu có cấu tạo như thế nào không? À đúng rồi, chữ cu có một nét cong tròn khép kín ở bên trái và một nét thẳng đứng ở bên phải nét cong tròn khép kín. Cùng cô nhắc lại cấu tạo của chữ cái cu nhé. Chữ cu gồm một nét cong tròn khép kín ở bên trái và một nét thẳng đứng ở bên phải nét cong tròn khép kín. Chữ cu có các kiểu chữ cu khác nhau. Chữ cu in hoa. Chữ cu in thường. Và chữ cu viết thường. Tuy chữ cu có cách viết khác nhau nhưng đều được phát âm là cu. 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 Sau đây, các con hãy giúp cô so sánh chữ P và chữ Q, xem chữ P, Q có điểm gì giống và khác nhau. 5 giây suy nghĩ của các con bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Các con đã có câu trả lời chưa?
chữ P và chữ Q giống nhau là đều có một nét thẳng đứng và một nét cong tròn khép kín. Còn điểm khác nhau, chữ P có một nét thẳng đứng ở bên trái, một nét cong tròn khép kín ở bên phải nét thẳng đứng. Còn chữ Q thì ngược lại, nét cong tròn khép kín ở bên trái và một nét thẳng đứng ở bên phải nét cong tròn khép kín. Cùng phát âm lại hai chữ cái này với cô nào. P Q. Xin chào đón tất cả các con cùng đến với trò chơi bé thi tài ngày hôm nay. Trên màn hình sẽ có rất nhiều chữ cái các con đã được học rồi. Nhiệm vụ của các con là trong thời gian 10 giây hãy tìm chữ cái P, sau đó phát âm chữ cái nhé. Thời gian bắt đầu. Các con đã tìm được những chữ cái P chưa? Bây giờ các con hãy cùng so sánh đáp án với cô nào. P in thường. P in hoa. P in thường. P in thường. P viết thường. In thường. Còn chữ cái P nào nữa không? À, đã hết rồi. Cô chúc mừng tất cả các con. Tiếp theo, các con hãy tìm và phát âm chữ cái Q nhé. Thời gian bắt đầu. Còn chữ cái cu nào nữa không? À, ta đã tìm hết rồi. Cô chúc mừng tất cả các con. Qua bài học ngày hôm nay, ở nhà các con nhớ là phải ôn tập lại chữ cái pờ cu và những chữ cái con đã học. Sau đó nhờ cha mẹ quay video gửi cho cô nhé. Bài học của cô Hương đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các con ở những bài học sau nhé. Chào tạm biệt tất cả các con.